Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Chương trình Hân Hạnh nhận được sự tài trợ bởi nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk. Và trước khi chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình thú vị hôm nay thì cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những vị khách mời đặc biệt đang có mặt tại phim trường. Đầu tiên đó là thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, hiện đang là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và một gương mặt thứ hai rất là quen thuộc với khán giả truyền hình, một người mẹ, đó chính là Thanh Vân. Cùng với rất đông các bạn sinh viên hiện đang học khoa giáo dục mầm non của trường Đại học Sài Gòn. Và bây giờ thì chắc hẳn là quý vị cũng đang rất là hồi hộp và háo hức muốn xem là những nhân vật chính của chúng ta hôm nay có những cái tính cách như thế nào, những nét đáng yêu ra làm sao. Thì bây giờ mời quý vị khán giả cùng đến với phần giới thiệu các nhân vật chính của chúng ta. Tuần này, địa điểm chúng ta sẽ cùng đến để làm quen và chứng kiến chuyến hành trình Con Đã Lớn Khôn của các nhân vật nhí nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội, khu Nơ 10, chung cư bán đảo Linh Đàm, một trong những khu đô thị mới của thành phố. Tại đây, chúng ta sẽ cùng làm quen với những nhân vật nhí, ba anh em họ, bé Nhím, Ốc và An. Lớn tuổi nhất đó chính là anh chàng Nguyễn Đình Bình An, 4 tuổi 8 tháng. Bình An khá hiền, trầm tính và ít nói. Là anh cả trong ba anh em, anh chàng cũng rất biết cách thể hiện vai trò một ông anh tốt, biết bảo vệ và chăm sóc các em. Có vai vế lớn thứ hai, đó chính là cô gái duy nhất của bộ ba này, Nguyễn Ngọc Phương Tú, thường được gọi ở nhà là Nhím, 3 tuổi 5 tháng. Nhím có một vóc dáng bé nhỏ, nhưng đây là một cô nàng khá tinh nghịch, cá tính. Điểm yếu của cô nàng này là rất hay quên. Một khi cô nàng đã gặp điều gì hứng thú là sẽ quên tất cả mọi thứ xung quanh. Nhân vật cuối cùng là em út Nguyễn Đình Duy, thường được gọi là Ốc, 3 tuổi 5 tháng. Đây là một anh chàng lém lỉnh bạo dạn và rất dễ bắt thân với mọi người. Ốc có một sở thích rất đặc biệt, đó là thích bắt chước cách nói chuyện của những người lớn xung quanh. Tuy rất hay chí chóe với nhau, nhưng ba anh em thực ra vẫn rất thân thiết. Những ngày được nghỉ học, cả ba lại cùng tập trung tại nhà của Nhím. Hôm nay mẹ có một nhiệm vụ dành cho ba anh em. Thì hôm nay mẹ lại bận đi làm ở cơ quan rồi. Nên là các con hôm nay sẽ đi siêu thị và mua đồ về để buổi trưa nấu cơm mời ông bà nội ăn, nghe rõ chưa nào? Ba anh em đi một mình á. Đúng rồi, ba anh em đi một mình nhá. Đi. Sao có chuyện lớn đi. À, thì hôm nay mẹ lại bận ở nhà không có người nhá. Bây giờ các con sẽ mua này, mua là một là rau cải này, được chưa? Sao nữa? Hai là thịt này. Ba là xúc xích này. Bốn là nhà mình hết giấy vệ sinh rồi, phải mua giấy vệ sinh nữa. À, mới lại mua hoa quả về cho ông bà ăn nữa. Điểm đến ngày hôm nay của ba anh em là siêu thị Rosa, địa điểm yêu thích của cả Nhím, Ốc và anh An, cách nhà Nhím hơn 1 km. Quãng đường đi khá dài, nhưng món đồ mẹ giao cho ba anh em cũng không ít. Liệu ba anh em Nhím, Ốc, An có hoàn thành được nhiệm vụ lần này không đây? Chúng ta cũng thấy là nếu như mà 400m, 600m thì mồ hôi cũng đã nhễ nhại rồi. Con cũng có đủ thứ chuyện trên đường đi rồi. Đã rất là nhiều cái trở ngại, khó khăn rồi. Bây giờ thì tới 1 km lận mà hai anh chàng với một cô nàng chắc là sẽ có nhiều cái câu chuyện thú vị đây. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi hành trình hôm nay ạ. Nào, bây giờ mẹ đến rồi. Điều quan trọng hơn là mẹ đã giao cho ba anh em cầm khóa nhà khi mẹ đi làm. Nên dù thế nào thì ba anh em cũng phải cố gắng về trước khi ông bà lên tới nơi để kịp mở cửa cho ông bà. Con hỏi các cô siêu thị bây giờ là mấy giờ rồi để các con về, biết chưa? Việc ông bà nội lên chơi là một tin cực kỳ vui với ba anh em. Vậy ai cũng hào hứng lên đường thực hiện nhiệm vụ đi mua đồ để thiết đãi ông bà. Đưa đi đâu ra đường nào? Đường... Đi đâu anh? Đừng có chạy! Đây là lúc anh An thể hiện vai trò của một ông anh. Nhưng... đúng là làm anh chẳng dễ chút nào. Sao bên này mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Trong khi đó vì quá phấn khởi nên Nhím và Ốc chẳng hề để ý gì đến đường đi. Kết quả là sau hơn 10 phút chạy long vòng thì ông anh cả đã mệt phờ, trong khi ba anh em đã lại quay về điểm xuất phát. Rất may trong lúc này một vị cứu tình đã xuất hiện.
Ông ơi, tôi đi ông tải được không? Đây, cho này. Cứ đi ra bên này cho. Đi thẳng nhá. Bên này rẽ tay phải. Đi đằng này. Giờ thì mau lên đường thôi nào. Đằng này. Đằng này sau lưng anh thôi à. Chờ nhí mày này. Thôi đi học đi. Đóng cửa rồi. Em nhím lập tức chuyển hướng. Mèo. Mèo đâu? Cứ thế này thì chỉ làm chú mèo thêm sợ thôi. Tốt nhất là mau lên đường thôi nào. Nhưng bỗng nhiên tình hình thay đổi. Anh đi về. Không. Mình mỏi quá. Đi về đi, mình mỏi lắm. Không. Mỏi quá. Mới cách nhà có chưa đầy 100 mét thôi đấy. Hai cậu trai ơi. Quyết định cuối cùng của hai chàng trai là... Không. Đi ở dưới này một chút. Ai về mình ơi. Nhưng đây mới là thứ vũ khí hữu hiệu của con gái. Khóc rồi bà nghe con. Hai chàng trai nói mạnh vậy thôi, nhưng với thứ vũ khí lợi hại như vậy thì phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về Nhím. Nhím ơi! Ít thả, đi thẳng đây kia. Giờ thì lại đến lượt cậu Út khơi chuyện. Sao mình một cậu đúng rồi về? Không, mời mất đồ về về cơ mà. Mời rồi. Mời rồi. Nhưng liệu rằng ốc có chiến thắng nổi hai cái loa cùng hợp sức thế này không cơ chứ? Và lúc này lại có một tình huống bất ngờ xảy ra. Đã nhiều lần gặp phải tình huống nan giải này nên chú quay phim đã có kinh nghiệm đối phó rất nhanh. Nhưng cũng chỉ được một lát thì lại có tình trạng khó hiểu thế này. Cứ thế này thì hình như ba anh em quên mất cả nhiệm vụ mẹ giao rồi. Khó hiểu nhất chính là anh chàng ốc. Ốc chui vô cái giỏ nó ngồi. Đột nhiên ba anh em quyết định tăng tốc. Bỗng... Và anh chàng ốc vốn thân thiện không bỏ qua cơ hội thể hiện tài ngoại giao. Mới đi được có 200 mét thôi mà ba anh em cũng đã mất cả tiếng đồng hồ rồi. Giờ thì mau tăng tốc lên để còn kịp giờ về đón ông bà nào. Mới được có nửa quãng đường thôi đấy, Nhím ốc An ạ. Nhưng hình như chúng mình còn quên gì đó thì phải.
giờ thì ba bạn đã chịu lên đường chưa đấy nhỉ? Thôi về. Không. Không đi về. Không vui. Không đi về. Về. Đi về. Không qua về mẫu kìa. Vấn đề là nãy giờ là thấy hai anh chàng này cứ đòi về suốt thôi. Hồi nãy thì có lẽ là Nhiếm phải dùng đến cái thứ vũ khí mà gọi là đặc biệt nhất của con gái, khóc òa lên như vậy để kêu gọi hai anh chàng đi cùng với mình. Nhưng mà em cũng thắc mắc không biết là tại sao Nhiếm không chịu về. Em bé này có nghĩ đến cái công việc mà mẹ giao cho nên là em cố gắng hoàn thành. Nhưng mà cũng có cái hướng thứ hai, đó là tại vì là chưa có thỏa mãn, tức là đi ra đường chỉ có mới bấy nhiêu thôi, thì với em là em còn muốn đi nữa, muốn đi tiếp, muốn khám phá hoặc là muốn thưởng thức cái không gian riêng của ba anh em. Theo Vân thì sao? Theo Vân thì một phần là vì có thể là cá tính của cô bé Nhiếm này đã là như thế rồi, còn cá tính của An và Úc thì dễ bị dao động hơn, cho nên là không có quyết tâm bằng cô bé Nhiếm. Các con có vẻ như là vẫn còn rất là vô tư. Bản thân cô Nhiếm thì đang đuổi theo cái suy nghĩ là ok, có anh An rồi, anh sẽ trông chừng mình. Còn anh nhỏ hơn thì lại không nói rồi, nhưng mà anh lớn thì trong đầu mới bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ sẽ lạc em, sẽ lạc đường, cho nên là vẫn cứ khăng khăng muốn đi về. Nhưng mà một phần là vì cái thử thách này cũng quá khó đi, cái đoạn đường dài quá. Để nhớ đường đã khó rồi mà vừa đi rồi vừa làm đúng nhiệm vụ rồi phải vừa quản hai em nữa, thì đối với bé An này quả thật là một nhiệm vụ rất là khó. Theo chị, hai anh em có đi về hay không? Có vẻ là hơi khó đoán á. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi nha quý vị. Và sự lựa chọn cuối cùng của ba anh em là đi về. Thôi đi về đi, đừng lo gì nữa. Thôi đi về thôi nhỉ. Không, em không em đâu. Này, muốn ông anh. Khi người ta là cô gái duy nhất thì người ta có quyền được làm nũng ông anh thế này. Nhưng ông anh này sức cũng chỉ có hạn thôi em Nhiếm ơi. Thì cái cứ cởi. Ông yêu ơi. Cuộc chiến này chỉ kết thúc khi cậu em đã lên tiếng. Nhiếm ra đây. Ra cho được. Nhiếm và An không biết rằng mình đã làm em Ốc giận đến thế nào đâu. Giờ thì anh An và chị Nhiếm phải tìm đủ mọi cách để làm hòa thôi. Giận kìa, thấy thương chưa? Làm lũi bỏ đi kìa. Lớn kìa. Con khóc theo. Và con xin hứa sẽ từ đây cho dù mấy con có, con sẽ không bỏ cuộc. Và con mong mẹ không bao giờ khóc, chỉ có tiếng vui cười ca hát vang. Vì con muốn nói một điều duy nhất. Mẹ ơi yêu mẹ nhất. Ơ này, Nhiếm với An mới nói là đi mua nước cho em Ốc cơ mà. Sao lại thành ra thế này rồi? Toàn nghề bán không? Nhiếm ơi là Nhiếm. Nhiếm ơi là Nhiếm. Con nữa. Nhiếm ơi. Nhiếm ơi. Hóa ra anh chị cũng có lý do riêng. Nhiếm ơi. Nước chơi. Nào cũng vui bình minh. Vậy là cơn khát của cả ba anh em đều đã được giải tỏa. Nhưng vấn đề quan trọng là nhiệm vụ mẹ giao vẫn chưa được hoàn thành. Mau lên đường thôi nào. Thay vì tiếp tục hướng đi đến siêu thị Rosa, ba anh em đã có một sự lựa chọn khác. Thì ra trong lúc ngồi nghỉ, anh An đã rất nhanh mắt phát hiện ra cửa hàng này. Nhưng không biết ở đây có những món đồ mẹ đã dặn không đây nhỉ? Ái chà! Cả An, Nhiếm và Ốc đều tỏ ra mình rất đảm đang và khéo léo trong khâu mua đồ này.
ba cái ạ. Mấy cái? Ba gói. Ba cái. Bốn gói. Bốn. Này. Ông ơi, nó không đến cho em. Ba cái nhỏ hơn. Cái nhỏ không? Ba cái nhỏ hơn. Nào, bắt cho cái bóng nhá. Và cũng thật may khi ở cửa hàng này, rau, hoa quả và xúc xích đều đã được mua đủ. Ở đây. Anh muốn ăn mấy hoa quả đã. Cầm đi chú cầm. Năm quả rồi. Năm quả rồi. Quả này vừa. Cái mua rồi. Cái mua rồi. Cái mua rồi. Xem. Đây phải quả xoài không? Đúng rồi đấy mà này. Thế mà là bà con mua rồi. Chỉ còn giấy vệ sinh nữa thôi. Giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh thì cho Khang đi nhà vệ sinh. Cô ơi, tôi đã lấy giấy nhà vệ sinh. Đâu, cho lấy giấy nào? Như trên con xanh cô. Vậy là cuối cùng mọi món đồ mẹ dặn đều đã được mua đủ. Giờ thì đã có thể yên tâm trở về nhà được rồi. Nhưng một lần nữa tranh luận lại nổ ra. Đi ra quên. Tình ta. Anh uống mới. Ủa, uống mà. Không đã chịu uống. Anh uống mới. Anh uống mới. Đừng uống hết nha. Đừng uống hết đâu. Em chưa uống, anh chưa uống ngụm nào. Anh phải uống nhiều chứ. Anh chưa từng ngụm nào. Đừng uống hết nhá. Anh uống rồi. Anh uống rồi. Anh chưa từng ngụm nào. Anh uống. Anh uống. Uống nhiều thế. Anh uống nhiều thế. Uống nước thì chẳng có phần. Ấy vậy như cái giỏ đầy đồ này thì lại được hai em ưu ái dành cả cho anh An. Lúc này, lời cầu cứu của anh An cũng khiến Nhím không thể làm ngơ. Thế nhưng... Con bé ra thôi. Vậy là tình thế khó khăn của anh An cũng chẳng cải thiện được chút nào. Bà thích mẹ quá. Bà thích nàng quá. Nàng quá. Nàng quá. Đến lúc này thì người ra tay giải quyết lại là cậu Út. Rõ ràng với cách phân chia cho mỗi người cầm một phần đồ thế này của ốc thì mọi việc đã trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thưa lên đi, đi lên nhiều, tôi lắm bây giờ. Đoạn một tí. Ái ạ, nặng bê. Đến rồi.
Cuối cùng thì ba anh em cũng đã tìm được về đúng khu chung cư ngay đúng giờ mẹ dặn. Giờ thì ba anh em đã có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị đón ông bà lên chơi rồi. Vừa gặp ông bà, là Nhím, Ốc An đã ngay lập tức khoe ngay chiến công ngày hôm nay của mình. Ngày hôm nay, chắc hẳn ông bà sẽ rất vui vì được thưởng thức những món ăn do chính tay những đứa cháu nội yêu quý lựa chọn. Chúc mừng Nhím, Ốc An, các con đã lớn khôn. Chắc chắn bây giờ một điều nếu mà hỏi Vân là Vân lại bảo là Vân rất là thích anh chàng Ốc, đúng không nào? Thực ra là... từ đầu tới giờ thì bé Ốc cũng không gây ấn tượng mạnh bằng hai bé còn lại là Nhím với lại bé An. Thế nhưng mà ở giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình thì rõ ràng là Ốc đã phát huy được cái sự sáng tạo của mình khi mà chia đều những cái phần đáng lý ra, tập trung cho một người sách ra thì ba em cùng sách, như vậy thì sẽ đỡ hơn. Như vậy thì thấy rằng là Ốc cũng rất là thông minh và biết sắp xếp. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được là giữa An cũng có được những cái tính cách hết sức là nổi bật. Mặc dù là đảm đang đấy, thương em đấy, nhưng mà đôi lúc cũng nổi cáu, nhưng mà bản thân là luôn luôn muốn bảo vệ em, luôn muốn dành những cái gì đó tốt nhất cho em. Rồi. Chính anh An mới là người giải cứu hết tất cả mọi chuyện. Đúng. Nếu như mà An không phát hiện ra cái cửa hàng bán rau củ quả gần nhà như vậy thì không biết là cái lựa chọn thông minh ha, làm sao mà đi được đến siêu thị Rosa trong khi mà mất một thời gian quá nhiều như vậy. Tập phim này thì thể hiện rất là rõ những cái đặc điểm của trẻ thơ, tức là cũng có những cái phút ngẫu hứng, những cái phút mất phương hướng, những cái phút giáo giác, những ham cái phút chơi. Ham chơi hay là tranh những cái lúc giành nhau, nhưng mà cuối cùng rồi thì mình thấy là các bé vẫn cái điểm đáng khen là các bé vẫn hoàn thành được công việc của mình, vẫn chia sẻ với nhau những cái khó khăn, và mỗi em thì đều có được những cái thu hoạch, những cái sự trưởng thành của mình sau một chuyến đi, cho các em rất nhiều những cái kinh nghiệm. Kết thúc một ít phút như vậy với chương trình Con Đã Lớn Khôn, Thanh Thảo nghĩ rằng là cả ba bé ngày hôm nay đều để lại cho quý vị khán giả những ấn tượng rất là đẹp, và đặc biệt chắc chắn đây sẽ là những kỷ niệm rất là trong trẻo với các con. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian ngồi trước màn ảnh nhỏ để chia sẻ cùng với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Chương trình do công ty MCV thực hiện.